mình mờ mờ kiểu răng đúng không? Cái này kiểu mình mua hàng chín chín á. Còn đi mua hàng đập hộp luôn. Ai chỉ qua em? Dạ có người quen. Mấy hồi nãy đó 285. Cái loại cũ ghi 28. Nhớ 28 à? Không, HA. Cho da khô đồ á, da mà bị khô đồ mình cấp ẩm vô. Đi xuống chóng mặt luôn, họ dẫn xuống. Đâu có tiền. Nó sẵn luôn mà. Ý là lần đầu tiên đi mà nó nhiều như thế. Mà kêu mẹ đi làm rồi, chứ mà thôi cũng nấy mẹ. Mẹ đâu cho đi đâu. Chín. Bạn chở đi á. Giờ có tiền lắm. Nhịn ăn sáng rồi. Nhịn ăn sáng rồi. Cơ, họ nói là trừ gom góp đi rồi mua cây về bôi. Cây dạ. Không cần rửa đó chị Tâm ơi. Không quên chị like. Có bị tấu không Phúc? Bị tối hay bị chói? Bị tấu. Chơi được hai cái.
cầu sáng Phương làm đi lần đầu. Mặt thầy chị có đợi có sexy đồ kín đáo đồng hồ chơi là sexy rồi đổ lên kín đáo chị chán mặt vô mà sexy nữa hay không giống lắng qua bên đó.